Ngày hôm nay, Dũng xin được gửi tặng một ca khúc đến những ai đang phải sống, làm việc hay là học tập xa nhà. Dũng còn nhớ ngày xưa khi mà mình đi du học thì trước khi đi, cái cảm giác luôn luôn rất là mong đợi để được đến một nơi mới, được gặp những con người mới. Nhưng mà khi đến nơi rồi thì mới nhận ra là mình rất là nhớ nhà. Và vào những cái ngày lễ hay là ngày Tết thì Dũng luôn cảm giác là bâng khuâng, không biết là ở nhà mọi người đang đang cùng nhau hội họp như thế nào. Và ngày hôm nay, ca khúc này Dũng rất mong là những ai đang phải sống xa nhà vì lý do nào đó thì sẽ được quay trở về dưới mái nhà của người thân của mình, được bên bếp hồng, để được sống trong vòng tay của những người mình thương yêu nhất. Về bên bếp hồng, tay cầm tay, cười lên tràn chứa tươi lát môi, nhấp phút vui đêm nay. Về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về đây. Nhà ai trong chiều nay lửa đêm đốt hồng, vai kề vai và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sao không nguôi. Vì thương yêu đời nhau, vì thương những chiều mưa về đông, vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi tìm nhau. Xa vời hát mừng, mừng lửa hồng tươi. Ơi nỗi lòng chan chứa, ơi người ơi biết bao cho vừa tình thương của bếp hồng soi. Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn say, chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui không nguôi. Nào ai sang ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy hơi. Còn say chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui không nguôi. Nào ai sang ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy hơi. Nào ai sang ngàn nơi, kìa bao mái nhà đang chờ ai, kìa bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy hơi.